Thốn á. Chị Kha thử mở coi. Mở sao? Thốn á. Không mà mở coi, mở mở sao? Kem. Hả? Kem. Phải không? Kem. Phải kem không? Kem. Quay lại. Đẹp. Cô chú anh chị nè, kem gì Kha không biết, ở bên Mỹ Kha không biết. Có phải kem đứt bò không? Không. Lộp nó. À, lộp nó hả? Đúng rồi. À, bên đây, bên đây chưa, chưa. À đó, đó. Còn còn dính, còn... Nè. Thôi bây giờ em lấy kem đó lên đi. Để em... Không được á. Để chị mua trắng rồi. Không. Không đó, để chị Kha trắng là mất công khó lắm. Đẹp quá. Chị Kha trắng là khó lắm. Chị cất cho gùi. Cái gì? Đó chứ, chị cất cho gùi. Cất cho gùi gì nữa, để em lấy về. Sợ cứng lấy. Không, để em lấy về. Chứ em đen mà em xích vô cho nó trắng cho chị Kha. Chị cất cho gùi, sợ cứng lấy. Để em lấy. Chị Kha là... Chị Kha xích đi cuộn không hả? Chị Kha xích không được đâu. Chị không thấy đẹp. Bây giờ chị một, chị một chai, em một chai. Cưng đừng có xích cưng trai, chị gái xích mới được. Em là con trai nhưng mà đi ra ngoài nắng á, đôi khi càng ngày nó càng đen. Rồi cưng xích cưng đẹp quá kìa. Cưng nghĩa nhiều không được đâu. Ôi ơi, cả nhà quá trời luôn rồi. Đẹp. Ôi chưa có dùng. Không sao đâu, có gì mình lấy trái bình bát để vô. Hoặc là mình úp cái chén vô ha chị Kha. Nè, tay đẹp hết trơn. Tay vậy là ok luôn đó ha chị Kha. Em có nghe ngoài phố đang kết hoa, bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu tâm tình mang ý thơ mong chờ. Nếu mến thương nhau mà sao lời yêu thương đó bờ môi nào đang đỏ, năm tháng rơi bóng đêm sương rơi chân mềm dạo rơi bên thềm hàng cây xa bàn xoay cơn mê đầy tìm đến bên em vòng tay ngỡ ngàng. Bình mến chào cô chú anh chị, hôm nay Bình đến nhà của chị Mộng Kha. Bình cũng nhận được tấm lòng vàng từ Quý Mạnh Thường Quân, gia đình của cô Nhành, cô Mai sống bên Mỹ đó, cũng có gửi một món quà bất ngờ cho chị Mộng Kha. Thì bây giờ trong tay của Bình thì đang cầm nè cả nhà. Thì bây giờ Bình mời cả nhà cùng tiến vào trong nhà của chị Mộng Kha cùng với Bình để coi chị Mộng Kha nhận được tấm lòng gì ha cả nhà. Thì phía xa xa thì Bình thấy chị Mộng Kha đang cào cát lên một chỗ ha cả nhà. Đó, chị Mộng Kha đang làm ha. Còn phía bên đây thì cái chòi của chị Mộng Kha thì cũng đã làm xong hết rồi ha cả nhà. Wow, nhìn thấy rất là đẹp và rất là mát luôn cả nhà. Tại vì ở trên mặt nước á, mé sông á, hơi nước thì mát và gió ui rất là mát luôn. Cái này mà ngủ giấc trưa thì không có gì là bằng ha cả nhà. Thì mời cả nhà cùng vô trong. Ôi chị Kha đang làm gì vậy? À xúc cát ha. Dạ. Dạ cho em xin ngắn mấy xíu chị Kha. À đang xúc cát hả? Ừ, xúc cát dẹp dọn cho nó sạch sẽ cứ. Dẹp dọn cho sạch sẽ ha chị Kha. Chị làm bên loại đó đó. À thì cái này cát còn dư hay sao? Không chưa ấy, còn chút nữa mua xi măng rồi thiếu, mua 10 kg thiếu nữa. Vậy mua lần 10 kg? Sao mua một bao? Mua một bao vậy chị? Một nói. Bao có 100.000 hả? Chị thường ít á, chị mua 10 kg. Cứ cũng không đủ luôn hả? À? Chứ mua 10 kg nữa. À. Cứ thêm 10 kg nữa. À, mình đạp xe đạp đi mua hay sao? Ờ, đó còn khúc đó đó cưng. À, còn khúc này hả? Ừ. À, khúc trời này ơi, nữa. Mỗi lần nhà chị trời nè xin tới đây nè. Ở đây là quý quá trời chị. Bây giờ là hết xin hả? Bữa nay là bữa đó hăng. Đi từ xung quanh đó đó. Ừ. Xin không cưng ơi. Xin này, không hả? Ừ, này anh Trung cho chị tiền chị mua làm mát hơn. Ừ. Chứ bên trời rồi nước hơn. Ừ, trời này kia thì chị Kha cũng ở nhà thì chị Kha không có làm gì, cả nhà cũng quét dọn rồi sửa soạn cái căn chòi của chị Mộng Kha cho đẹp hơn và mát mẻ hơn. Cái này cũng là chưa xong đó cả nhà. Dọn dẹp chưa xong. Chưa xong đâu. Dọn sáng giờ luôn đó cả nhà.
Thì chị Kha cũng có làm hàng rào rồi đóng tre này kia lại, thấy cũng rất là sạch sẽ và đẹp ha cả nhà. Còn chút tới đây bên cạnh đó đây. Dạ. Tới đây nè hết. À còn tới đó mình mua một bao đi. Có bao nhiêu đâu, một bao có 100.000 à. Này anh Trung ảnh cho tiền chị làm á nè, đường lộ cũng làm tới đó luôn. Dạ. Ừ, chứ trời để chị làm, để làm thật á cơ. Ồ rồi cái này nó bị lỡ nè chị Kha. Gì? Đất. Ừ, đất lỡ. Ủa lỡ đó. Qua ngoài tới đó luôn á. À ra ngoài. Ủa, tới tàu đồ mà máy cắt đồ đó nó chạy. Tàu hả? Ở đây có tàu chạy nữa hả? Có tàu dịch đó. Hả? Tàu dịch. Tàu dịch. Gã dịch. Nó ở đó tới đó cơ. Nó tới đó luôn á rồi giờ. Chạy từ đất nó đứt vô, đứt vô nè. À cái sóng á nó đánh vô, đánh vô xong cái ha, nó lở đất. Ừ đúng rồi. Tới đó luôn á, tới chỗ cây đó đó. À tới chỗ cây ở ngoài đó là. Tới chỗ cây đó luôn á. À rồi, bây giờ nó lở, lở vô khoảng 1 mét rồi ha chị Kha. Khoảng. Thì sau này mình kiếm cây nào mình cắm. Kiếm cây chị cắm một khoảng. Hoặc là mình trồng cây gì đó chị Kha, đừng cho nó lở đất á chị Kha. Giờ chị ấy nè. Nó giống như ghe chạy như vậy nè, giống như chạy nhanh á thì sóng nó đánh vô nè. Có sóng á đánh vô. Đúng rồi đó. Đó. Có sóng người ta chạy gì đó, có sóng. À cũng ha, ok ha chị Kha. Nhỏ nhỏ. À nhỏ nhỏ, không có sao gì nè, sóng cũng lớn rồi chị Kha kìa. Đó, phập phình á. Từ từ á. Đúng rồi đó. Đất từ. Nếu mà có ghế cây á thì nó đỡ hơn. Rồi tàu nhỏ vỏ nhỏ gì cũng sao, vỏ bự kìa. Cái một cái trời ơi, lúc mà dắt mà người ta cắt lúa này cái nọ đó. Yeah. Ghe gôm, ghe máy cát, ai tàu mà chẹt máy cát, chẹt. Tàu hoài vậy, ở đây có tàu chạy nữa hả? Tàu là chỉ chạy ngoài biển thôi. chẹt rồi đó, chẹt rồi đó. Chạy lớn. Mà có mùa lúa thôi, có chẹt bự này cái nọ, bự có mấy cài, chẹt mấy cài, chẹt mấy sới, rồi chẹt gã, dịch gã gì đó. Bây giờ cũng ít thăng lúa, thăng lúa mới nhiều. Dạ, thì bữa nay đặc biệt nhất là em lại tới đây chị Kha, em cũng nhận được tấm lòng vàng của Mạnh Thường Vân, cũng gửi theo em đó, đem đến đây để trao cho chị Kha. Thì bây giờ em cũng trao cho chị Kha nhận đi ha. Không biết là trong này có gì nữa chị Kha. Đây là tấm lòng của Quý Mạnh Thường Quân, gia đình của cô Mai và cô Nhành sống bên Mỹ đó. Gửi cho chị Kha. Chị Kha có lời gì muốn nói không? Cảm ơn, chúc sức khỏe cho cô Nhành, cô Mai nhiều lắm. Kha không có gì bí hơn. Kha chỉ chúc cho mà làm ăn phát tài phát đạt. Cô chú đi tới đâu cô chú thân tới đó được giàu già sức khỏe. Và đi ra mà muốn làm gì tiền vô cho nước. Vậy là chị Kha nhận xong thì chị Kha mở ra đi để cho cô chú anh chị biết và con người biết. Cô chú anh chị rồi vô nhà Kha luôn. Ồ, nãy giờ tưởng quên chứ. Hàng rào của chị Mông Kha lúc này sơn màu ha, đẹp ha chị Kha ha. Gì đâu có sơn dính màu đó nè, dính màu à, dính dưới này. chị Kha sơn mà dính tới dưới này luôn hả? Đâu có dính trước đâu, dính ở dưới không. Hỏi chị Kha sơn ến hả? Chị sơn ến hả? Nó dính tới bà ông Thiên. Lấy cỏ méo rồi dính này rửa ra không sao. Ga rửa lấy ga mà lấy xăng lao nó. Giờ mời cô chú vô nhà Kha nhé. Rồi mời cả nhà vô trong nhà của chị Mồng Kha ha cả nhà. Thấy nhà của chị Mồng Kha rất là mát mẻ, bên cạnh đó có một cái căn chòi mà nghỉ mát giấc trưa. Thôi khỏi chê luôn ha chị Kha ha. Thì chị Kha giấc trưa mà không có làm gì đó, chị Kha có ra ngoài chòi đó nằm không hay là sao? Có Kha ra ngoài chòi nó nằm, chừng nào mình lau nhà lau gì rửa chén rồi về đi kiếm đồ ăn này cái nọ đó, mình hết gì làm hết ơn. Chút mình cũng đi nữa không ơi. Thôi cả nhà ơi, bây giờ mời chị Kha khui ra. Đây là món quà gì hả chị Kha ha? Kha khui ra đồ cũng hơi đẹp á. Vâng nè. Vâng gì ấy? Vâng chị thích. Vâng đẹp á cưng ơi. Vâng gì nè? Này vừng ôm cưng ơi. Ôm dời. Cũng nhóc luôn cưng ơi, nhiều lắm. Hai cái vừng nhổ màu khác nhau vậy. Chà đẹp quá vậy. Đẹp cưng ơi. Hai cái nhiều lắm cưng ơi. Vừng ôm đẹp không cưng ơi. Thích quá. Ba cái. Ủa màu khác nhau không vậy? Màu khác nhau cưng ơi. Dạ.
Dạ, cho em xin cái thôi. Cưng trai mà. Chị gái mới bệnh. Cho em xin cái thôi. Ba cái này. Ồ, cái vừng có xăng tia này kia kéo đẹp á. Đẹp hết á. Bốn cái. Trời ơi, màu gì vậy? Màu đẹp. Quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Hai lớp à? Hai lớp. Vừng hai lớp cả nhà. Đẹp quá cưng ơi. Dạ, từ từ nữa ha. Cái này gì? Dưới nịt. Hả? Dưới nịt. Dưới nịt đẹp quá cưng ơi. Dạ. Rồi, dưới nịt. Tiếp tục. Đầm cưng ơi. Đẹp. Ơi, đầm mới luôn á chị Kha. Đẹp quá cưng ơi. Đầm hả? À. Rồi. Nó sẽ đẹp cái cưng ấy. Nè mới thôi. Này nó rộng nè ha. Dạ. Vậy đấy chị nè, đẹp á. Bữa hộp mấy chị bằng áo ngựa. Nên đẹp á cưng ấy. Đẹp. Ừ. Quá đẹp luôn ha. Đầm này rộng nè, rộng. Chị Kha. Đẹp nè. Ủa còn tem luôn rồi chị Kha. Ừ. Nè, còn tem luôn. Tem á. À. Đầm mới mà cơ. Đầm mới. Ừ. Mới mà. À. Chà. Nhiều lắm cưng ơi. Quần nữa. Trời ơi, nhiều màu quá vậy. Màu hết trơn cả nhà. Đẹp. Mấy cái quần hồi nãy giờ? Màu 2, 3, 4, 5, với cây dưới nịch đại trơn. Yeah. Rồi, tiếp tục. Nhiều lắm cưng ơi. Quần nữa, mới nè. Trời ơi. Đẹp lắm nè. À. Ủa màu khác nhau không vậy? Màu khác nhau mà cưng. Hỏi cho em xin cái đó đi. Cưng hả? Đây. Trời này đậm cưng á. Hả? Đậm. Đậm nữa hả? Ờ, đẹp lắm cưng. Đây là đậm hai tầng hả? Ừ, nè. Quay lại, quay lại, quay lại. Ờ, vậy đó, vậy đó. Ừ, đó, vậy đó. Đó, ờ. Dạ. Dạ. Hai cái đầm. Ừ. Vườn. Trời ơi, màu gì khác nè. Nhau không vậy? Vừa chị luôn nè. Ừ. Đẹp á. Quá trời nhiều đồ rồi. Nhiều quá. Có vườn nữa. Cá, vườn nữa. Ôi ôi. Vườn đẹp đẹp không ơi nè. Ôi nhiều màu quá. Cả nhà ơi. Quá trời à. Quá trời màu đẹp. Cái này là vườn ôm không hả chị Kha? Màu đen luôn. Ờ. Nè vậy chị. Wow. Luôn nè. Nè. Quá trời đẹp luôn. Ừ. Rồi, rồi xong. Còn nữa cưng ơi. Còn nữa hả? Dầu gió. À. Dầu gió. Có chị đang sụn mũi. À. Dầu gió. Rồi có chai dầu gió nữa. Này gì? Gì chị không biết, này dầu thơm hả? Hả? Dầu thơm hả? Không. Thơm. Thử mở rồi. Thơm á. Chị Kha thử mở rồi. Mở sao? Thơm á. Không mà mở rồi, mở rồi. Mở sao? Kem. Hả? Kem. Phải không? Kem. Phải kem không? Kem. Quay lại. À. Đẹp. Chắc chị trắng rồi. Này chị Kha biết kem gì không? Không biết đâu. Không biết đâu. Đâu có phải. Hỏi cô chú anh chị cái này kem gì? À, cô chú anh chị này kem gì Kha không biết nè. Ở bên Mỹ Kha không biết. Có phải kem nước bò không? Không. Thơm. Rồi rồi. Thế đã? Hết rồi. À. Giỏ nữa, con giỏ nữa. Giỏ nữa. Do chị đi đâu chị vậy đi. Rồi bắt đầu đây là cả nhà. Đây là chị Kha chưa biết xài cái này là chị Kha cũng không từng xài hay sao? Kem nè. Không, chị cho nào giờ đâu không biết kem. Kem này thì Bình cũng biết Mạnh Thượng Quân cũng có điện cho Bình đó cả nhà. Nói là kem này là kem lót nền.
đẹp quá con ơi. Kem lót này nó chị Kha biết không? Kem lót này nè. À, chị Kha thử thử bôi nhẹ. Mình đấm mặt, đấm mặt hay rồi mình lót hả? Mình thử cái để hướng dẫn. Rồi bóp ra. Hả? Bóp vô tay rồi mình xích vô. Đó vậy đó, mạnh nhiều nhiều chút. Đó vậy đó. Đẹp. Hả? Vậy đó. Chị sợ hết, không dám đâm nhiều lắm. Đẹp. Này rồi thử coi nó đánh vô mặt của chị đẹp hết con. Đó. Đẹp. Nhìn nhìn chút đi. Ở đó. Đó. Nhìn nhìn chút đi. Thấy nó trắng hơn đó chị Kha. Lấy kiến đâu rồi? Để em lấy kiến cho. Đó đẹp. Kiến chị Kha ở đâu? Kiến chị ở trên đầu tủ này nè, đây nè. Ở đây hả? Nó thấy đó. Có kiến nhỏ. Không có. Ừ, đẹp quá chị nhỏ. Chị Kha thoa lên đây. Rồi được rồi, như được rồi. Đó, rồi chị Kha thô lên nè. Rồi, ở trên nữa. Đẹp lắm. Rồi, cho cô chú chị xem qua. Thôi cho đều vô. Tại không có kiến, để em đi lấy kiến cho. Cái gì đó bên nè. Chị cho đường. Ôi, trắng hơn rồi đó chị Kha à. Đi lấy kiến coi em đi. Không, thiệt á. Đẹp quá chú. Không, này ta đi lấy kiến coi em này. Không, cái này anh thấy nó ok rồi đó chị Kha. Để cái đó xuống đi. Để đó xuống đó đi. Lấy kiến coi em này chị Kha. Chứ em coi thì em cũng không biết là nói như thế nào. Nè, kiến chị luôn. Dạ. Coi thế nào. Trắng lắm luôn á. Chị Kha ngồi về đây đi, coi coi. Chào cô chú anh chị. Thấy à. Trắng xinh nữa. Đẹp quá em. Trắng lắm luôn á. Vừa vô mặt chị luôn á. Vô luôn kìa. Nó ăn vô luôn á. Người tí dụ mà mình xài hết hay sao? Nè, đẹp hay không? Trắng hơn nè cả nhà. Nè. Đẹp. Nè. Yeah. Lỡ như mình xài trắng hơn trước luôn á chị Kha. Trắng là đẹp á con. Mịn á. Kem này là hiệu kem thức bò hay gì á chị Kha? Không phải. Kem mắt á, đẹp lắm. Không phải giống kem từ xưa đâu. Quang đẹp á. Kem ở bên Mỹ mà đẹp lắm. Trời ơi. Ở mình không có đâu. Thấy nó trắng hơn luôn á chị Kha. Trắng đẹp, nó vô hết trơn. Thấy, nó không, nó cũng giống như là những kem khác á. Chị Kha đánh vô á thì thấy nó không ăn vô da. Không vô da chị. Tức là trắng ra trắng mà đen ra đen. Nâu ra nâu. Coi lượm nó. Lượm nó hả? Không ăn. Bên đây chưa. Đó. Còn dính, còn chị tha đi đâu á, trai theo chị á, hùng chị á. Thấy láng luôn á chị Kha. Rồi có quần ôm nè. Ừ dạ. Là kem này thấy nó hợp chứ chị Kha nè. Mới thoa vô liền mà em cảm thấy hợp, hợp luôn á chị Kha. Chứ thường ban ngày chị Kha có từng thoa kem liêu không? Không có đâu. Mà gương mặt của chị Mộc Kha thấy khác hơn không? Đẹp. Trắng rồi bóng lưỡng hả? Nè chị không phải rồi em. Đẹp. Chà. Thôi bây giờ em lấy kem đó lên đi. Để em không được không? Để chị mua trắng rồi. Không. Không đó, để chị Kha trắng là mất công khó lắm. Đẹp quá. Chị Kha trắng là khó lắm. Chị cất cho bụi. Cái gì? Chị cất cho bụi. Cất cho bụi gì nữa, để em lấy về. Sợ cứng lấy. Không, để em lấy về. Chứ em đen mà em xích vô cho nó trắng cho chị Kha. Chị cất cho bụi, sợ cứng lấy. Để em lấy. Chị Kha chị Kha xích đi ngủ không à, chị Kha xích không được đâu. Em xích mới được. Dầu thơm. Dầu gió. Quá trời luôn rồi cả nhà ơi. Hôm nay được chị Hồng Kha quá trời luôn rồi. Ở chị trắng thiệt hả? Thiệt. Đẹp hả? Nè, đứng yên tại chỗ để Bình Đen quay toàn cảnh cho cả nhà xem nè. Đó da mặt của chị Kha nè. Đứng một chỗ đi, đứng một chỗ khỏi lắc nè. Đó cả nhà. Xích bên đây nè, so đều
Không, so với điều đó, thấy nó trắng hơn nè, nó ăn vô da nè. Đó, à, chưa rồi, mặt rồi vậy đó. Nó chưa rửa mặt nữa bằng sữa tắm nữa đó. Sáng tới giờ á. Rửa mặt bằng sữa rửa mặt nữa cả nhà. Đó, trắng hơn nè. Không, đẹp nữa. Chị không thấy đẹp nữa. Bây giờ chị một chai em một chai. Cưng đừng có sức cưng trai, chuyện gái sức mới được. Em là con trai nhưng mà đi ra ngoài nắng á, đôi khi càng ngày nó càng đen. Rồi cưng sức cưng đẹp quá kìa. Cưng đĩa nhiều không được đâu. Không. Cho em xích đấy, em xích một chai để đi ra ngoài nắng. Hồi chị cho cưng trai. Hả? Hồi chị cho cưng trai. Em muốn lấy hết, tại em xài hết một chai à, người, không có chỗ nào mua. Người chị khỏi xài đó. Hả? Chị có kem nhóc trong tủ mà. Đâu có. Chị xài từ từ á, chị từ từ nữa. Kem nó cũng em rồi mấy cô chú thương chị cho chị nhiều lắm. Hả? Chị quý chị để trong tủ á, chị xài từ từ á. Nhưng mà chị thấy khi mà mình xích cái kem lót này vô, chị cảm thấy cái da mặt của mình như thế nào chị Kha? Chị thấy đẹp. Nè. Rồi như thế dạ nào? Mà, cầm không dính nè, mặt chị mỗi lần cầm dính. Bây giờ cầm không dính, đẹp, bóng. Chắc đẹp. Trai hôn chị sẽ mất cười. Chúc chị đi đâu á, người ta nói, ôi chị Kha sao? Gương mặt lúc này đẹp chị, không? Chị Kha được cái gì, sức gì, chị Kha. Kem của... Kem trước bò. Không phải. Bỏ kem của chị Sương, kem kem Mộng Kha, kem chị Nhàn với cô Mai tặng anh, chị Nhàn với Mai, cô Mai tặng cho chị, mới tặng ở bên Mỹ cho chị. Thấy chị da sức cho đẹp, nó khác hơn nhiều lắm luôn á chị Kha. Em cũng giống em gái của chị, thấy chị thương á thì xích cái kem này vô thấy nó khác hơn á. Thì biết sao không? Biết sao Bình phân biệt cho cả nhà xem không? Bình thì không dám nè, cái chỗ phần tóc á cả nhà. Nè, cái phần tóc á của chị Kha với cái phần chỗ này nè, nó hết một tóc nè cả nhà. Thì thấy nó khác. Khi mà có kem này vô á thì thấy nó trắng hơn nha cả nhà. Và ăn vô mặt luôn cả nhà. Mình xích nhẹ vậy mà cảm thấy cái da đẹp. Mặt của mình nó vô á, cảm thấy nó đẹp, nó hạt á, nó hạt với da mặt mình á. Không, cái này là Bình không biết nha, Bình chỉ là thảo luận sơ thôi mà. Chị Kha từ đó giờ là chị Kha xích thì chị Kha cũng biết mà, đúng không? Cũng không có gì vô. Không có gì vô, đúng không? Tại chị ra nắng như này, để chị cát rồi bay vô mặt chị không, chị để mà chị rửa mặt ra ngoài xích vô lắm. Không, cái này là Bình không biết ha chị Kha ha. Còn cái vần này chị Kha thử đi mặc một cái vần nào mà chị Kha thấy đẹp á. Chị Kha thấy đẹp hết trơn. Không, mà chị Kha thử một cái vần đi. Rồi mặc một cái áo ha. Cho cô chú anh chị xem ha chị Kha. Dạ, yeah. Mời cả nhà cùng đón xem ha. Dạ. Yeah. Kha ơi, xong chưa? Lâu quá vậy? Nè. Ồ, thay vần rồi đó hả? Nè, vần nè, đẹp lắm trên. Ôi, quay một vòng coi. Nè. Rồi vần này có khó đi không? Không. Là như thế nào? Nè. Dễ ngồi, dễ này kia luôn á. Ngồi dễ đi ra đi. Nó dài lắm nè cưng ơi. Nè, đẹp lắm. À, vần ôm ha. Nè. Chị Kha vườn ôm ha cả nhà. Nè, ngồi bình thường ha. Ngồi bình thường ha. Nè, đẹp. Rồi, rồi, ok đó. Vậy là vần này là chị Kha thích phải không? Thích lắm. Đi chợ mà không chị, có hả? Chắc đi đâu ấy. Anh trai mục đích chị. Bậy bạ rồi. Rồi. À, bây giờ là vần mấy cái là chị Kha đều thích ha cả nhà. Thích cái nào cũng chị thích hết chứ. Đẹp hết ha. À, bây giờ chị Kha thử mặc đầm ha. Đầm ha. Nha. Đẹp lắm cưng ơi. Dạ. Vô chị Kha. Xong rồi cưng ơi. Xong hả? Đẹp. Trời ơi, cả nhà quá trời luôn rồi. Đẹp. Ủa, với nịt nữa. Nè, với nịt nè. Đẹp. Kiểu đẹp quá vậy. Mình không có đâu. Bây giờ chị Kha đi lùi ra sau xíu để ghi hình cho cô chú anh chị xem. Quá đẹp vậy. Đâu. Quá đẹp luôn, quay một vòng đó chị Kha. Wow, bây giờ mình thử tháo dây nịt đó ra coi. Đẹp. Đó, dây nịt đó tháo vậy đó. Dễ lắm. Rồi để đó đi. Rồi,
Bây giờ thử thử quay một vòng coi. Đó. Thì đôi khi chị Kha không biết là chị Kha mặc đó. Ồ, cái này là khỏi mặc với nịt đâu chị Kha. Tại cái này nó có cái ôm sẵn nè, ôm eo sẵn nè. À, ôm eo sẵn này. Xanh này cũng đẹp. Cái xanh này cũng đẹp ha. Đó. Bây giờ đâu. Quay một vòng coi. Yeah. Cái này vừa luôn. Đẹp. Mình bước thêm một đuôi guốc lên nữa là quá ok luôn. Chị tới đây. Ờ, quá đẹp luôn rồi. Đẹp. Ôi ơi. Quá tuyệt vời luôn rồi, biết slip luôn rồi. Chưa có dùng. Không sao đâu, không có gì, mình lấy trái bình bát để vô. Hoặc là mình úp cái chén vô ha chị Kha. Nè, tay đẹp á chị. Ờ, tay gì là ok luôn rồi đó ha chị Kha. Bữa hôm á chị đi ấy, mai chị đó nói chị có con chuột quá. Bây giờ là tay bó gì ra đẹp ha chị Kha. Hết thay chuột. À, bây giờ là gương mặt cũng đẹp nè. Thế à, gương mặt xích đẹp anh hả? À, mà ngặn cái chỗ này. Cổ hả? À. Tại chị đi làm mới mình chưa có xích, rồi mình chưa có sức. Chị chưa có sức. À, đâu phải sơ sảm đó mình. Đúng rồi, ở nhà mà mình chỉ là sơ lược qua thôi. Nó đẹp quá. Đẹp quá. Bây giờ mình nhận được món quà rất là nhiều và chị Kha cũng rất là vui. Vui và chị Kha có bài hát chị tặng cho cô chú đi, giống như mình mặc áo dài đi. À, hiện tại bây giờ chị Kha đội nón này lên đấy. Đó, đúng rồi. Đội nón lên. Không, đừng có để dây xuống, để dây lên. Ờ, đúng rồi. Vậy ba, đúng rồi. Rồi đi ra ngoài nắng luôn rồi. Đi ra ngoài trời đi ha chị Kha. Ồ, ra ngoài trời ha cả nhà. Xin đầm chị hết rồi. đi ra trời ha cả nhà. À, chị Kha sẽ đi ra trời. À, chị Kha thử đi tới trễ đây đi làm người mẫu coi. Anh để đầm xuống đi. Thôi, xin á. Xin hả? Ờ. Ờ, đẹp không? Rồi bây giờ sẵn dịp chị Kha đứng ở đây hát tặng cho cô chú một bài đi vậy. Là đẹp. Xong rồi đó. Đẹp rồi đó. Quá trời đẹp. Vậy sao? Nè, tới đây luôn nè, đẹp quá trời. Rồi, hát tặng cô chú một bài đi. Hát hả? À, hát tặng cho cô Nhành, cô Mai sống bên Mỹ bài đi. Dạ ba, Kha hát tặng cho cô Nhành, cô Mai một bài hát. Ơi, em ơi cô hay, thành khu không điểm ngày ai khóc ai sau này. Em ơi cô hay, thành khu không điểm ngày ai khóc ai sau này. Wow, chị Mộng Kha giờ đứng hát ở đây á, thật sự mà nói gió rất là mát nè. Và bên cạnh đó thì đầm của chị Kha là bay phấp phới rất là đẹp. Không đâu, cái đầm mà bay như vậy mới rất là đẹp luôn á chị Kha. À, mình lấy đẹp. Chị Kha cứ lấy tay cầm lại, chị Kha sợ dơ đâu có thấy cái đầm bay được. Sợ dơ. Thôi thì video cũng đến đây cũng khá là dài rồi, thì mình cũng xin phép khép video tại đây. Thì nếu có lời gì sai sót cũng rất mong cô chú anh chị thông cảm bỏ qua cho mình. Thì cũng giống như chị Mộng Kha ha chị Kha. Thì chị Mộng Kha có lời gì chúc đến bà con không? Chú cuối đợi video Kha chúc sức khỏe cho cô chú mình trong nước ngoài nước, được dồi dào sức khỏe, cô chú mình làm ăn phát tài như thế nào, làm ăn phát tài phát lộc. Nếu mà cô chú anh chị xem cảm thấy hay á, nhớ đăng ký kênh cho Bình, hoặc là chị Mộng Kha có một cái kênh là ẩm thực Mộng Kha đó cả nhà, nhớ ủng hộ cho chị Mộng Kha nha. Rồi chào cả nhà ha.